Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Phước Sửu di chuyển từ quận 7 sang Bình Chánh và quận 8. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ review cho quý anh chị một số bất động sản dọc theo cung đường Nguyễn Thị Thập hướng từ quận 7 về Bình Chánh, quận 8 ha. Như cung đường phía trước Phước Sửu đang đi là cung đường Nguyễn Thị Thập giao nhau với Lê Văn Lương. Thì hai bên là nhà dân, thì ở đây thì có phường Tân Phong phía bên tay trái và Tân Quy phía bên tay phải. Và trước mặt phía bên tay phải của Sửu là một siêu thị rất là lớn tại quận 7, đó là siêu thị Lotte Mart, là một siêu thị của Hàn Quốc và có rất là nhiều loại mặt hàng đang bày bán tại đây. Trước mặt siêu thị Lotte Mart là tất cả những cái lốc chung cư của hệ thống dự án Sunrise City, gồm có Sunrise City South, Central, North và Sunrise City View. Ở đây căn hộ thì giao dịch số tiền từ khoảng là 40 đến là 55 triệu một mét vuông. Ở đây thì những cái lốc chung cư phía bên tay phải mà Phước Sửu đang di chuyển quay thì gọi là chung cư sao, thì dãy chung cư này thì do Kumho xây dựng đời đầu nên chất lượng xây dựng rất là tốt và hiện tại là đã có sổ hồng. Phía bên tay trái là chung cư Central. Chung cư này có một cái hồ bơi rất là lớn và hồ bơi tràn bờ nhìn về phía hướng Lotte Mart, nên gọi được là một cái khu gọi là đáng sống tại quận 7. Và dọc theo cung đường Nguyễn Thị Thập, hai bên đó là dự án Him Lam. Dự án Him Lam thì dọc theo đường Nguyễn Thị Thập thì có diện tích là ngang 5 và 20, bên trong là 9,5 x 17 và 10 x 20. Nhà phố ở đây thì được bán với giá tầm khoảng là 21 đến 25 tỷ là một căn nhà, gồm xây dựng gồm một hầm, một trệt, ba lầu và áp mái. Khu Tân Hưng Him Lam này được công ty Him Lam xây dựng cũng cách đây cũng khoảng hơn 10 năm, và ở đây thì quy hoạch khá bài bản và rất là đẹp, là một khu gọi là trung tâm và cũng gọi là sầm uất quận 7. Mức giá một mét vuông đất hiện tại thì rơi vào tầm khoảng là 180 đến 250 triệu tùy vị trí ha, tùy cung đường. Và phía trước mặt Phước Sửu là giao nhau của cung đường Nguyễn Thị Thập và đường D1. Thì từ cung đường Nguyễn Thập này mình đi di chuyển sang cầu Him Lam để qua Bình Chánh, còn rẽ trái thì mình ra Nguyễn Văn Linh, và rẽ phải thì mình dự kiến sau này đi vào một cây cầu mới là cây cầu Nguyễn Khoái. Đây là cây cầu Him Lam do chủ đầu tư là công ty Him Lam xây dựng để bắt qua quận 7 sang Bình Chánh, quận 8. Khi mình đi qua cây cầu này thì mình sẽ đến một cái khu dân cư gọi là khu dân cư Trung Sơn. Và kế khu dân cư Trung Sơn là khu dân cư Him Lam 6A. Khu dân cư Trung Sơn này có một cái vị trí rất là đẹp, đó là giáp ngay một cái bờ sông Ông Lớn cực kỳ mát mẻ luôn nha. Cái sông Ông Lớn nha cả nhà. Và ở đây Trung Sơn thì cũng được có những diện tích tương tự giống như bên Him Lam là 5 x 20, 10 x 20 và một số diện tích 6 x cho 20. Ở đây thì mức độ xây dựng của khu dân cư Trung Sơn này phủ tầm khoảng đến hơn 90%, còn lại khá ít lô đất được chưa xây dựng. Ở đây pháp lý của khu dân cư Trung Sơn là đã hoàn chỉnh gần như là 100% rồi. Sổ hồng, mua bán sang tên và nhà thì đã hoàn công đầy đủ. Và phía trước mặt Phước Sửu là vòng xoay của Trung Sơn giao nhau với lại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Từ cái đường Nguyễn Văn Cừ vòng xoay Trung Sơn này thì mình có thể rẽ phải là mình đi quận 5, quận 1. Và rẽ trái thì mình đi ra Nguyễn Văn Linh. Và phía bên tay phải là khu dân cư Trung Sơn và một số sản phẩm của tập đoàn Him Lam, đó là Him Lam 6A. Dọc theo cái đường 9A này gọi là đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thì có rất là nhiều shop house.
đã xây dựng gần như là 100% và kinh doanh buôn bán cực kỳ sầm uất luôn. Con đường này có một cái hàng câu vua hay là hàng cọ rất là đẹp, xung quanh hai bên thì gọi là khá mát mẻ và được kinh doanh bày bán rất là nhiều mặt hàng siêu thị nè, rồi là những tạp hóa, rồi về làm đẹp, mua sắm tất cả ở đây. Bây giờ là Phước Sửu sẽ đưa mọi người đi tham quan một số cái sản phẩm của bên khu dân cư Trung Sơn và xem khu dân cư Trung Sơn này thì có đáng để gọi là ở hay không nhé. Khu dân cư Trung Sơn thì về mặt pháp lý thì khá chuẩn chỉnh, diện tích thì khá nhiều loại diện tích, và đặc biệt là ở đây là nhà ở đã khá nhiều rồi ha. Giá của khu dân cư Trung Sơn này rơi vào tầm khoảng là 180 đến 220 triệu một mét vuông. Và ở khu dân cư Trung Sơn này thì những cái biệt thự view sông khá đẹp luôn. Và ở đây thì có những cái biệt thự view sông tạo nên một cái cảm giác cực kỳ thoáng mát và yên tĩnh. Ở đây thì diện tích ngang năm dài 20 thì một căn nhà phố rơi vào tầm khoảng 18 đến 20 tỷ. Một căn 10, 20 thì nó rơi vào khoảng là 20 đến 25 tỷ. Còn đối diện bờ sông thì tầm khoảng 25 đến 30 tỷ nha. Ở đây thì có một nhược điểm, đó là khá nhiều khách sạn, là một cái nơi là trung tâm của những khách sạn tại Bình Chánh, quận 8, ngay cả là quận 7 luôn. Ở đây khá nhiều khách sạn, hết tầm khoảng 3-40% nhà ở đây là được kinh doanh làm khách sạn, cho thuê căn hộ dịch vụ, phòng ốc và hệ thống B&B. Đây là những cái con đường nội bộ. Đây là Phước Sửu đang có mặt tại đường số 6 của khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh. Nói là khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh nhưng mà giáp kế bên này và bên kia của quận 7. Những con đường ở đây thì vỉa hè hơi nhỏ, người dân thì thường tận dụng tất cả các vỉa hè để gọi là trồng cây, nên là cung đường cũng hơi khá hẹp. Tuy vậy nhưng mà về việc di chuyển đến khu dân cư Trung Sơn này rất là gần, nên là cũng có khá nhiều khách hàng lựa chọn ở đây, một nơi gọi là đầu tư. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem video rất là nhiều. Sau đây thì kế tiếp những video tiếp theo Phước Sửu sẽ review cho quý anh chị nhiều video về nhiều khu dân cư khác ha. Xin chào và hẹn gặp lại.